pha ngoặt bóng rất hay là của Ronaldo. Tiếp tục là những pha lắt léo của người ngoài hành tinh, Ronaldo quá hay, đẳng cấp. Bóng được truyền cho Gravenbach, tân binh của Bayern Munich, cựu ngôi sao của Ajax. Tiếp tục được Gravenbach, Ronaldo. Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Lớp Phong Bay đây, thì tiếp tục series Bui Team trải nghiệm. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một đội hình rơi vào đâu đó khoảng 22 tỷ. Với sự xuất hiện của rất nhiều cái tên đình đám, trong đó có tiền đạo được coi là hot nhất game người ngoài hành tinh, Ronaldo de Lima. Ngoài ra chúng ta còn có sự xuất hiện của CDM mới, đó chính là Frank Rijkaard mùa Icon 117, cực kỳ đẹp. Đây là chỉ số của Frank Rijkaard, giá rơi khoảng 1 tỷ 6, hiện tại thì giá của Frank Rijkaard đã là giá đáy rồi. Nếu mà anh em có tiền thì anh em nên mua. Anh em nào đá hai CDM, đá Rijkaard với lại Vieira mùa Icon Totti đấy, thì phải gọi là hết nước chấm luôn. Hàng tiền vệ không có sợ ai cả, kể cả là Gullit, kể cả là Ronaldo thì mình thấy là cũng chỉ là cân kèo thôi. Nếu mà những pha lao vào nhau thì hoàn toàn là ngang bằng. Trường hợp của người ngoài hành tinh thì không có quá nhiều điều để nói, đây vẫn là luôn là ST hot nhất của game dù như thế nào đi chăng nữa. Sắp tới thì thấy bảo leak ra là Ronaldo 118, thế thì phải gọi là quá khủng khiếp rồi. Chiến thần Bắc Âu, Erling Haaland có chỉ số ẩn là cứng như thép anh em ạ. Ricardo Kaka thiên thần cộng 5, chỉ số ẩn cũng rất đẹp, giá rơi khoảng 2 tỷ 6. Đội hình này thì hàng tấn công rất là mạnh nhưng mà hàng phòng ngự thì hơi đuối một chút. Nói chung là hơi đuối so với hàng công thôi, chứ còn so với các đội hình khác thì vẫn hoàn toàn rất là khỏe. Bộ đôi trung vệ ngày hôm nay sẽ là Son Campbell mùa Flatback, cùng với đó là Jan Stam mùa Icon Totti. Ngoài ra hai vị trí là BRB sẽ thuộc về Roberto Carlos và Cafu. Cafu cộng 5 cực kỳ nhanh luôn anh em ạ. Vị trí CM ngày hôm nay sẽ là Gravenbach, tân binh của Bayern Munich, cùng với đó là Currency Dog, CM nổi tiếng của AC Milan. Đứng trong khung gỗ của chúng ta sẽ là Edwin van der Sar. Chúng ta cùng vào phòng thay đồ để xem chất lượng của các cầu thủ như nào. Đây là Ronaldo de Lima, anh sẽ mặc áo số 9 trong ngày hôm nay, tạo hình quá đẹp luôn. Đây là Ricardo Kaka mặc áo số 22. Mình vẫn để nguyên số áo của chú ác nha anh em. Cái này ác này thì mình các bạn ấy cũng cho mình mượn để trải nghiệm. Erling Haaland, tân binh của Manchester City. Đây là Currency Dog. Các cầu thủ của chúng ta vì mặc áo bó nên là rất cơ bắp. Frank Rijkaard, cầu thủ nào cũng 8 múi, 6 múi. Đây là Gravenbach. Gravenbach nhìn rất là cao nha anh em. Gravenbach nhìn rất cao, nếu không nhầm cao 1m9 đúng không? Đây là Son Campbell. Son Campbell có 1m87, Jan Stam thì cao hơn 1m9 rồi, mình không rõ chiều cao của Jan Stam. Roberto Carlos và Cafu đều là những LB có chiều cao chỉ khoảng 1m7 thôi. Đây là Edwin van der Sar, huyền thoại của Manchester United. Không để anh em chờ đợi nữa, chúng ta sẽ tìm hiểu sức mạnh của đội bóng này ngay sau đây. Vào trận đấu đầu tiên, chúng ta sẽ gặp một người anh em đến từ Việt Nam, đó chính là Vika. Vika này thì không biết là người anh em sẽ đá như nào. Chúng ta đội hình này thì chỉ rơi khoảng VIP 6, nạp cũng tương đối là nhiều đấy anh em ạ. Nạp nhiều nhưng mà mình thấy rằng bạn chủ ác rất là chăm cày đội hình quá đẹp. Đặc biệt là cái thẻ kinh nghiệm đều là cộng 8, hầu như là cộng 8 thôi. Và bạn ấy bảo là cuối tuần này có phôi thì sẽ đập đội hình lên cộng 5. Mà đập đội hình lên cộng 5 thì quá cháy. Đội bạn được hưởng một pha ném biên. Đây, pha tranh chấp quá nhanh là của Currency Dog. Anh em có thể thấy Seedorf nhanh như thế nào trong những tình huống bóng. Tiếp tục là Currency Dog. Đường truyền hay cho Ricardo Kaka. Kaka cài đè hay. Một đường tạt bóng, đây là Erling Haaland. Trời ơi, chiến thần Bắc Âu mà. Erling Haaland đã nhảy lên đánh đầu. Thì đội bạn, chúng ta sẽ xem lại tình huống bóng này để xem CB của đội bạn lăn lê bò xoài khi kèm Erling Haaland. Erling Haaland vẫn đánh đầu được, vẫn đánh đầu ghi bàn. Còn CB đội bạn thì ngã ra một cách rất là nhanh gọn. Ở ngoài đời cũng vậy thôi anh em ạ. Trong game thì cũng phải làm theo, không phải làm theo giống được tất cả, nhưng mà cũng phải giống như 80% ở ngoài đời rồi. Erling Haaland là một cầu thủ có thể chất mạnh, kỹ thuật cũng tốt. Tiếp tục là một tình huống phản công. Đây là Frank Rijkaard. Đường chọc khe hay, dứt điểm. Erling Haaland sút hụt bóng. Chắc chắn là trong tình huống này anh không sút đúng vào tâm bóng rồi. Bóng đi rất là nhẹ, nhưng mà không sao. Đây là Ronaldo. Tiếp tục là Ronaldo. Tốc độ của Ronaldo tạt bóng không được. Trời ơi, Ricardo Kaka đã không nhảy lên trong tình huống bóng này. Chúng ta đang dồn ép đối phương, thể hiện sức mạnh về tiền bạc. Đội hình quá mạnh như thế này thì chúng ta phải chơi một lối đá cống hiến để cho anh em. Đường chuyền hơi nhẹ, bóng lại về chân của đội nhà. Son Campbell đang có bóng. Đường chuyền cho Roberto Carlos. Đây là Currency Dog. Tiếp tục là Currency Dog. Erling Haaland pha vuốt má ngoài của Erling Haaland, bóng lại đến chân của Ronaldo và 2-0 rồi. Phút thứ 31 của trận đấu mà chúng ta đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Ronaldo là người nổ súng. Cặp tiền đạo ngày hôm nay cháy quá anh em ạ. Đầu tiên là pha vuốt má ngoài, anh em nghe rõ tiếng bóng luôn, bóng quá căng. Và khi mà bóng lên chân của Ronaldo ở cự ly chỉ khoảng 16m50 như vậy thì không có cơ hội nào cho thủ thành đối phương cả.
chúng ta đang tạo ra một áp lực khủng khiếp, và có lẽ là đối bạn hơi bị ngợp. Danh này là mức danh 1 triệu nha anh em, không phải là mức danh thấp đâu, đều là những gọi là những cao thủ cả rồi, thuộc top khoảng 3.000 đổ lại rồi, cũng không phải là những người chơi mới tiếp cận game đâu. Bóng đến rất nhanh, chúng ta có một tình huống phản công, một đường chọc khe hay cho Ronaldo. Ronaldo không việt vị đâu bạn, giơ tay lên nhưng mà làm gì có việt vị. Erling Haaland, cú sốc tiếp theo của đội bạn, phút thứ 42 và tỷ số đã là 3-0. Mình định đọc là 4-0 nhưng mà chỉ có 3-0 thôi. Đường chọc khe hay, phá bẫy việt vị hay là của Ronaldo de Lima. Tiếp theo, dáng sút giống ngoài đời quá luôn. Bayern Munich đã vượt lên dẫn trước Real Madrid với tỷ số 3-0. Ngày hôm nay thì Bayern Munich sẽ ra sân với bộ trang phục áo đen, quần đen và tất đen, còn Real Madrid sẽ ra sân với bộ trang phục truyền thống của họ, áo trắng, quần trắng và tất trắng. Gọi là hai đối cực khác nhau, nhưng Real Madrid vẫn chưa thể hiện được nhiều. Đây là cú sút đầu tiên, nhưng bóng lại đi trúng vào chân của Sol Campbell. Ngày hôm nay thì Sol Campbell và Jan Stam sẽ là chốt chặn cuối cùng trong hàng phòng ngự của Bayern Munich. Không tính đến thủ môn nha anh em, còn thủ môn mới là chốt chặn cuối cùng. Đang nói về bộ đôi CB. Hiệp 2, hai đội đổi sân và tiếp tục thi đấu. Tỷ số đã là 3-0 rồi. Và có lẽ là chúng ta sẽ thi đấu chậm lại một chút, không nên thi đấu nhanh nữa. Đây là pha xoay compa. Rất may là bóng đã được giật lại, bóng được truyền cho Granverbeck. Không được, trời ơi, những pha tạt bóng hơi mạnh như này. Mình là một huấn luyện viên không theo đuổi trường phái nào cả anh em ạ. Không theo đuổi trường phái kiểm soát, trường phái dốc bóng, trường phái truyền dài. Mình là một bộ môn thập cẩm, là tạt cánh đánh đầu, truyền cũng có, chọc khe bóng có, cái gì cũng có. Đấy, nói chung là mỗi thứ một tí cho nó đa dạng. Một đường truyền hay, tiếp tục là những pha thiết lập phản công rất hay. Những pha xuống biên như này thì đội bạn sẽ rất khó chịu. Trời ơi, lại là một pha tạt bóng không thành công. Những tình huống như này mà tạt bóng thành công vào, Ronaldo đã đợi sẵn ở bên trong rồi anh em ạ. Không có lý do gì Ronaldo lại không đánh đầu vào, trong những khả năng không chiến của Ronaldo là rất tốt. Đội bạn đang thiết lập phản công, chúng ta đang nhường thế trận lại cho đội bạn khi mà khoảng cách đã là quá lớn. Real Madrid đang hơi bế tắc, có lẽ là vì lý do nhân sự hay là vì chiến thuật không phù hợp mà đội bạn vẫn chưa tạo ra quá nhiều áp lực. Nhưng mà hiệp 2 thì chúng ta cũng vậy thôi, chúng ta cũng không hơn gì đội bạn cả. Một thế trận giằng co, nơi mà nóng nhất ở trên sân chắc. Một pha đánh đầu rất may, CB đã áp kịp thời. Của đấy CB không áp kịp thời, lắc đầu thì thôi rồi, nhấc người. Tiếp tục một pha dứt điểm, Edwin Barasa đã thể hiện được đẳng cấp của mình. Khi mà được chúng ta trùng xuống cơ hội cho đội bạn nhiều hơn thì là nơi mà chúng ta có thể test được CB và GK của đội hình này. Thì Edwin Barasa vừa có một pha đổ người xuất thần rồi, anh em có thể thấy. Đội bạn lại có bóng. Tiếp tục một pha dứt điểm hơi tham. Bóng đến chân của Ronaldo, sức mạnh về tốc độ của Ronaldo không qua được người đội bạn, chèn hay thế nhở. Tiếp tục là những tình huống lộn xộn. Có lẽ là thể lực của hai đội đã đi xuống. Những cầu thủ của chúng ta đa phần vẫn còn vạch xanh anh em, Frank Rijkaard vạch vẫn xanh. Thể lực cực kỳ trâu bò, nhưng mà thể lực của các cầu thủ Real Madrid thì có vẻ như là đã không đảm bảo rồi. Không còn cầm được quá nhiều bóng. Tiếp tục một pha dứt điểm, rất may bóng trúng hàng rào. Bóng đã nằm gọn trong tay của cầu thủ Thành Edwin van der Sar. Tiếp tục là những pha đá bóng rất khó hiểu của Edwin van der Sar. Một tình huống phản công, đây là Granverbeck. Tiếp tục là Granverbeck. Bóng đi quá dài so với tầm chạy của hậu vệ Real Madrid. Mình đã nói về vấn đề thể lực của các cầu thủ Real Madrid, và Ronaldo dòng bóng hẳn vào gôn luôn ạ. Dòng bóng hẳn vào gôn ghi bàn. Tiếp theo đó là pha mừng quen thuộc của Ronaldo Nazario de Lima, siêu tiền đạo người Brazil. Idol của quá nhiều thế hệ người Việt Nam, idol của bố mình anh em ạ. Bố mình cực kỳ thích Ronaldo de Lima luôn. Còn mình nghĩ rằng cũng có rất nhiều các bậc phụ huynh của anh em cũng thích Ronaldo de Lima. Khi mà Ronaldo de Lima rực sáng nhất là ở Frank 98, ở World Cup 2002. Đó là những đầu thập niên 2000, khi mà chúng ta là những người mới được sinh ra, hoặc là nhiều anh em còn chưa sinh ra cơ. Thì tất nhiên Ronaldo de Lima phải là idol của các bậc phụ huynh rồi. Cái điều đó thì không có gì để bàn cãi cả. Một trận đấu tiếp theo chúng ta gặp một đối thủ có thể coi là đồng đều hơn thôi, chứ mạnh hơn thì mình không nghĩ là mạnh hơn. Ngày hôm nay thì Bayern Munich tiếp tục sẽ ra sân trong bộ trang phục áo đen, quần đen và tất đen. Còn đội bạn mình không biết là logo đó là của đội bóng nào, nhưng họ sẽ ra sân trong bộ trang phục. Tiếp tục là Ricardo Kaká, một siêu phẩm của Ricardo Kaká. Khi mà mình còn chưa giới thiệu xong thành phần xuất phát cũng như là bộ trang phục ra sân của hai đội, thì Ricardo Kaká đã có một tuyệt phẩm cho riêng mình. Trọng tài vừa mới thổi còi thôi, Ricardo Kaká một tình huống rainbow, sau đó là một cú volley bóng sống quá hay của Ricardo Kaká ngay phút thứ 6 mà tỷ số đã là 1-0 rồi. Một trận đấu hay, hứa hẹn là sẽ rất hay đây.
khi mà anh em đá rank 1 triệu thì sẽ không gặp treo đâu, chắc chắn là sẽ không gặp treo. Mình đá khoảng 5 trận thì chả gặp treo gì cả. Đội bạn đang đá rất khéo nha, cực kỳ khéo. Đây là Lionel Messi, ngày hôm nay hai ST của đội bạn sẽ là Lionel Messi và Ginola, hero tốt nhất của mùa Hero and Legacy. Các hero còn lại thì hình như đã bị thất sủng trong đội hình của anh em rồi, kể cả là Ole Lola Sosa, một cầu thủ không thể thiếu của team Color Manchester United, nhưng mình cũng thấy rất ít người dùng. Người được dùng nhiều nhất có lẽ là Ginola, nhưng mà Ginola lại là một mẫu cầu thủ có một yếu điểm rất lớn, đó chính là đắt. Một yếu điểm quá là lớn đối với anh em cày chay như mình, còn với những anh em nạp tiền thì tôi không nói. Đội bạn vẫn đang thiết lập tấn công một cách rời rạc, phải nói là rời rạc, khi mà Frank Rijkaard đang bỏ túi hầu như là hàng tiền vệ của đội bạn rồi. Đây là Ronaldo de Lima, tiếp tục là Ronaldo de Lima, những pha tấn công rất hay. Kroen Sidop tạt bóng, ui trời ơi, có lẽ là Ronaldo de Lima đã phải bực mình với pha tạt bóng vừa rồi của Sidop, khi mà anh đã làm quá tốt nhiệm vụ rồi. Và chọc khe cũng vừa tầm chạy xuống của Kroen Sidop, nhưng không hiểu sao có lẽ chân trái không là chân thuận của Kroen Sidop, tí nữa mình ra mình xem lại. Pha rainbow bầu hay, bóng qua chân của Cafu nhưng qua làm sao được, Cafu quá nhanh. Đội bạn thi đấu lắt léo thế nhở, liên tục thi triển võ công khéo léo thật sự luôn. Đây là Jamstam, Cafu nhanh quá anh em ạ. Grand Verbeck đường chuyền hay cho Erling Haaland, những pha phối hợp tấn công hay. Đây là Ronaldo, tiếp tục là Ronaldo, ui trời ơi, bị bắt bài rồi Ronaldo ơi. Và tranh chấp hay của Jamstam mà trọng tài đã cắt còi, không hiểu cắt còi kiểu gì nhở. Sân vận động này anh em có liên tưởng lại tựa game FIFA Online 3 hay không, nhưng mà sân vận động này cực kỳ giống tựa game FIFA Online 3. Và như anh em đã biết thì giữa tháng 7 này chúng ta sẽ có một bản big update, một đường chuyền hay dành cho Erling Haaland đối mặt thủ môn Erling Haaland. Ôi trận này chiến thần Bắc Âu thi đấu dở dạc thế nhở, đối mặt thủ môn rồi mà lại không sút vào, hơi khó hiểu cho tình huống dứt điểm vừa rồi của Erling Haaland anh em ạ. Tình huống hay, đây là Ricardo Kaka uốn bóng không được, mà uốn bóng quá đẳng cấp của Ricardo Kaka rồi. Thật sự đội bóng này của ông bạn này cũng hay nạp bên mình, và cũng gọi là anh em cũng quen biết nhau rất là nhiều, nhưng mà thật sự ông ấy bùi đội hình đá sướng thật. Mình đá mức danh 1 triệu bình thường mình đá hơi bị ngợp, nhưng mà đá của ông này ấy, đá cái đội hình này anh em có thể tham khảo, đá sướng. Mình đá khoảng 6-7 trận thua một trận thôi, còn lại thắng tất. Đây là và cơ bóng hay, đội hình bị đều đấy anh em ạ. Đội hình này đầm lên cộng 5 nữa là quá cháy. Cafu đường truyền cho Grand Verbeck có lẽ là mắt xích yếu nhất trong đội hình này. Grand Verbeck cộng 5 giá chỉ có khoảng 500 triệu thôi. Grand Verbeck mình nghĩ là thay bằng Gullit, tôi không thấy Gullit của ông này đâu, nhưng mà thay bằng Gullit 114 cộng 5 nữa thôi, vừa gọi là hết nước chấm luôn. Những pha cầm bóng rất nhẹ nhàng, em nhìn đội hình này uyển chuyển cực kỳ luôn. Đây là Roberto Carlos, không phải, đây là Ronaldo de Lima. Chúng ta vẫn đang tấn công rất là hay. Erling Haaland không được rồi. Mình nghĩ rằng Nexer nên sửa đổi một chút về gameplay, làm cho nó chậm đi một chút và kéo dài thời gian ra một chút. Một đường chuyền hay dành cho Ginola, thôi. Và Ginola đã trừng phạt sai lầm của các cầu thủ Bayern Munich, cầm bóng quá nhiều, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không ghi bàn, thì đó là một quy luật tất yếu trong bóng đá thôi. Ginola đỡ ngực quá tinh tế, cùng đó là cú sút cháy phá vào góc cao. Em Quim Van der Sar đã bay người đúng hướng rồi, nhưng mà chịu, tình huống đấy là chịu thật. Chúng ta bị gỡ hòa phút thứ 65, hơi khó cho đội hình này. Đội bạn cũng rất khỏe nhưng mà chúng ta cầm bóng nhiều nhưng mà không hiệu quả anh em ạ. Tiếp tục là những tình huống thi triển võ công ở khu vực giữa sân. Đây là Erling Haaland, những tình huống phối hợp 1-2. Ronaldo và Erling Haaland đã có một tình huống phối hợp với nhau, góc sút quá hẹp. Mà vì sao người ta lại gọi anh là người ngoài hành tinh, vì sao lại có giá lên đến hơn 2 tỷ, gần 3 tỷ? Đây chính là câu trả lời. Và di chuyển thông minh và cú dứt điểm, thủ môn đội bạn là Edouard Mendy trở thành được coi là số 1 ở trong game thời điểm hiện tại, bên cạnh Thibaut Courtois đấy, chứ không phải là một thủ hành bình thường đâu. Nhưng mà cũng không thể khép góc được pha sút vừa rồi của Ronaldo. Ginola không thể qua người thành công. Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian để thể hiện đẳng cấp của mình. Những đường chuyền hay ngày hôm nay mình thi đấu mượt mà quá. Anh em thấy Gullit không? Gullit tranh chấp với Grand Verbeck. Grand Verbeck đứng trước 1 mét vẫn bị giật lại và cướp bóng. Son Kemo đường chuyền hay. Đây là Erling Haaland không được. Erling Haaland chọc khe bóng dành cho Ricardo Kaka, lại đưa Kaka vào một thế bóng xấu. Chúng ta không chỉ là truyền bóng đến chân đối đồng đội mà còn phải tạo cho đồng đội khoảng trống. Nhưng mà truyền bóng như vừa rồi thì quá khó chịu. Tiếp tục, chúng ta vẫn đang có bóng. Hàng tiền vệ ngày hôm nay với Frank Rijkaard, một tình huống chọc khe bóng. Đây là Ricardo Kaka tạt bóng Erling Haaland.
cú đấm cuối cùng dành cho đội bạn, và có lẽ rằng với pha ăn mừng này thì đội bạn đã buông xuôi, chắc chắn là như vậy. Tình huống chọc khe bổng và pha hãm bước một quá hay của Ricardo Kaka, cùng với đó là cú đệm lòng nhẹ nhàng của Erling Haaland. Chọc khe bổng vẫn luôn là một thứ vũ khí cực kỳ hay trong các tựa game FIFA của Nexon, kể cả là FIFA Online 4 và FIFA Mobile này cũng vậy. Có lẽ là video của mình sẽ kết thúc ở đây thôi.